Tôi tới. Trời ơi, su dữ vậy trời. Ôm cái coi kỳ vậy. Ác chứ vậy. Thấy cưng quá à. Chụp hình cái coi, chụp hình. Thi là cái đu thi thích cơ bắp bự vậy nè mọi người, cuồn cuộn vậy nè. Có gân nữa nè. Nhưng mà con chuột á thì nó nhỏ, mà cái thịt thì nó bự quá trời vậy. Quá trời chắc luôn rồi kiểu này trời. Muốn lên có bầu liền luôn á, muốn thả lỏng liền luôn á trời. Cái mặt thấy cưng quá ha. Cái mặt dễ thương quá, cái mặt giống tao mét. Giống không? Mặt hí hí ha. Tướng phu thề quá ha. Tướng thì ngon rồi đó. Thôi nói chung ra thi cũng không quan trọng. Ngã hay nhỏ hay bự thì không quan trọng. Quan trọng là đè lên mình thi nặng là được à. Thi thích bự mà nặng. Đó. Nặng không? Nặng ha. 80kg. 80kg hả? Rồi tập lâu chưa? À, 3 năm. 3 năm rồi. Vợ em ở nhà chắc nó... Vợ đâu mà vợ, nó không biết nữa. Em thấy rồi, trai chơi blue hoài luôn mà vợ. Nó chơi blue với em hoài luôn á. Bữa em thấy ngon quá cái em chát qua. Em nói hai anh. Fan ông anh em nói gì đấy. Bữa em có chơi blue nữa. Có chơi Tinder không? Vợ anh ấy hả? Ôi ôi, vợ đẹp trai gì? Trời ơi, tướng ngon quá vậy. Trời ơi. Không mà vợ anh bự hơn anh đó nha. Cao hơn. Cao hơn mà nó dài hơn anh nữa. Anh xạo quá à. Bữa anh đăng là mà luôn nó tìm top man giống anh. Bữa em thấy để có khúc mình vậy nè. Nít giả đó. Nít giả ở đâu, tìm top man chơi Twitter luôn. Em cũng chơi lên chợ em chơi luôn. Rồi em thấy. Bữa em thấy y chang anh luôn á. Thiệt mông to. Bữa đó là không có mặc đồ để cái mông không à. Chụp cái mông làm gì nè. Ôi ôi. Ôi ôi, tướng ngon quá vậy trời. Anh top nè, nó nghe anh cười kìa. Ôi ôi. Anh này là top man nha, top sồn nha. Sồn sồn, hơi lớn tuổi trung niên, dàn trung niên. Thẳng đâu mà thẳng không biết nữa. Bóng kính nó nhìn là biết liền à. Nói từ vợ chồng ta công khai nè. Trời ơi, hai vợ chồng luôn hả? Hai vợ chồng hả? Bạn thôi hả? Mà anh cũng bóng kính luôn mà. Trời ơi, bóng kính đâu mà nhiều lắm. Giờ này là bóng kính nhiều lắm. Không, mà nhìn hai anh thì... Nếu mà hai anh nha, em chọn. Hai anh này là sen. Anh này là boss nhưng mà lâu lâu rồi thấy anh nào hả? Anh này là top nè, sen má. Sen là quay đầu 6996. Còn anh này là kiểu như là boss, nhìn anh nào ngon ngon thì anh làm top luôn. Đó, quay đổi ngược. Em hồi đó cũng làm top 5 năm cái em đổi qua làm boss lại đó. Sau này em làm gái luôn. Không, ở trong đây là nhìn dễ biết lắm. Tại vì BD vô đây nhiều hoài à. Bóng kính cỡ nào đẹp trai, cỡ nào lấy vợ, cỡ nào cũng biết bóng chưa. Bóng kính là dễ biết à. Kệ đâu có sao đâu, công khai đi. Dù mình thích chơi gái thì chơi, thích chơi trai thì chơi, thích chơi BD thì chơi, nào có cảm hứng thì chơi à. Nói chung ra gì đó thoải mái lắm, kiểu như là mình thích, đúng không? Nhưng mà anh này kiểu con trai, nhưng mà anh thích chơi BD. Kiểu như chơi con trai, chơi con gái anh không thích đó. Hồi đó cũng chơi gái rồi phải không? Nhưng thời gian cũng hơi chán phải không? Kiểu như gái thất tình bỏ. Cái bắt đầu cái đổi qua thích con trai lại, thấy con trai cái ngon lành cái lấy luôn. Nhưng mà công khai rồi phải không? Ba má biết hết rồi phải không? Biết hết rồi phải không? Ba má anh biết chưa? Rồi nhỏ bồ của anh, nhỏ con gái lúc trước nó có thất tình không? Nó thất vọng không? Nó thấy kiểu như là đó anh quen gái, đó anh quen gái chưa? Rồi. Có quen gái rồi, giờ nó thấy anh quen trai, giờ em công khai lên truyền hình vậy rồi lỡ nó thấy anh. Rồi xong rồi bắt đầu cái em... Kệ nó hả anh, thôi rồi chưa? À thôi rồi, nhưng mà có vợ có con rồi phải không? Kiểu như nhìn không biết BD luôn á. Rồi ôi, không nhìn không biết BD nha. Nhìn kiểu này là con trai. Đó, con anh này. Anh này có ngại không? Anh này em chị phải không, em chị? Em trai hả? Không, anh cũng đẹp trai mà. Không, anh này cũng dễ thương lắm, anh này là kiểu như là con trai. Nhưng mà anh nằm trên. À vậy hả? Cũng như nếu mà anh lấy em là anh nằm trên. Thấy cưng quá, nhìn cái miệng muốn hung ghê luôn á. Có hàm râu thấy ghét lên. Còn bên đây là vợ chồng nữa hả? Trời ơi, bóng kính quá trời với trời. Nhưng mà hai người quen lâu chưa, 2 năm chưa, công khai chưa? Chưa hả? Công khai rồi hả? Đang ở chung sống nhau phải không? Còn này là ai con anh? Cháu. Trời ơi, có biết chú BD không? Chấn động luôn á. Thôi đừng có ngại gì đâu, có sao đâu, ở trong đây bóng kính nhiều lắm. Kiểu như mình thích nhau, mình thương nhau là được rồi. Cứ đến nhau thoải mái đó. Nhưng mà bình thường kiểu như là trong giới này, kiểu như là top với top vậy nè, kiểu như người ta dễ quen. Ví dụ mà người này bóng kính mà top mà quen em bóng lộ là hai con mau chia tay lắm. Cũng như là em mà quen bóng kính là em phải mua cho chiếc nhẫn, cho chiếc lắc. Rồi xong thôi em lấy luôn. Em mà một thằng chồng là em mắc chiếc nhẫn, hai thằng chồng là mắc chiếc lắc, ba thằng chồng mắc xe SH, bốn thằng chồng mắc sợi dây chuyền. Cảm ơn anh nha, chúc hai người vui vẻ, chúc cả nhà vui vẻ nha. Nói chung ở đây bóng kính đẹp đẹp không luôn á. Mà thi cái đu thi thì thích kiểu này, làm boss cũng được, mà nếu mà em đổi qua làm top thì cũng được. Ê, tướng ngon quá trời. Còn em này, bạn gái hả?
Bạn gái hả sao? Hay là chị em? Chị em hả? À, chị em đó, ơi. Vậy là phải đê luôn hả? Phải không? Kìa chị em kìa, nói bạn. Mà bạn gái gì? Bạn phải không em? Bạn. À, chị em thôi vui vẻ, chị em. Chơi vui vẻ phải không? Là trai. Trời ơi, còn bên đây. Còn ai nữa không? Chồng chị hả? Chồng phải không? Em tưởng đâu ông làm bóng xong đã lấy vào làm vợ luôn. Trời ơi, còn bên đây. Bên đây chị em luôn hả gì? Đây là gái thiệt hả? Còn đây là gái giả. Trời ơi, đâu mà gái giả, gái thiệt lộn xộn nhau quá chị trời. Trời ơi, nhìn giống gái quá vậy. Giờ nó biết luôn quá trời. Gái Tây Ninh có cây đinh. Trời ơi, gái miền Tây. Hay là bạn nhau hả? Dạ không chị. Rồi em đến từ đâu? Vậy hả? Nhìn không biết mới đê. Nhìn chị giống như chị, nhìn biết mới đê. Tại vì tay chân chị nó xấu. Còn tay chân em nó đẹp nè, nhìn giống gái quá trời luôn rồi. Làm gái lâu chưa? Lâu. Mấy tuổi rồi, năm nay được nhiêu tuổi rồi? 19 à. Hồi hộp không? Cỡ này thích không? Ru em có thích bự bự gì không? Em thích ấm ấm. Chị thì thích bự. Chị thích kiểu như đè lên mình, chị nặng là được, 100kg cũng được nữa nè. Đè lên thôi, không có làm gì hết trơn. Em thích sao? À, em thích vừa vừa. Bóng kính cỡ anh áo vàng được không? Anh áo vàng, anh áo xanh. Thôi chị thích cái ru anh có râu kìa. Nói chung anh có râu cũng ngon nha. Râu râu quay nó ngon ha. Top ngon ghê luôn á. Thiệt, anh đó mà cạ cái là tới đỉnh luôn á. Cạ nãy giờ là em phải thay hai cái quần á. Thiệt sướng, em thích râu. Sống nhờ lương thì sướng nhờ râu. Đó. Nhưng mà lấy anh top mà nào mà có cái miệng mà giỏi mà múa theo nhịp điệu một cái là có bầu liên tục luôn á. À, cảm ơn em nha, ngồi chơi vui vẻ. Tại vì em còn trẻ hơi ngại tí xíu. Nhưng mà lần đầu tiên mà chơi với trai hơi ngại ha. Hơi rung, đúng không? Thích nhưng mà rung, có không? Thích hồi hộp, kiểu như mình e ngại, mình kiểu con gái á. Kiểu như còn ngại. Đâu có sao đâu, vui vẻ mà đâu có sao đâu. Tướng anh đó hả, ngon gì đâu luôn á. Thì cái ru thấy múp múp gì đó, mới ngon, mới chấn động. Bữa nay á là Thi có bò viên. Nãy giờ lo ghẹo trai, không có lo quảng cáo sản phẩm gì hết trơn á. Có bò viên sốt nước cốt dừa á. Sốt, sốt nước chấm Thái. Thôi bây giờ kế tiếp thì khách hàng quá trời đông rồi. Bây giờ Thi vô ăn chè Thái. Ủa ngoài này mấy anh bóng kính cũng quá trời luôn kìa. Ồ em boss luôn hả? Boss man hả? Boss man mà giữ thằng vậy trời. Boss man mà cầm cây súng quá trời. Chụp đi em, chụp đi. Em đến từ đâu vậy? Em đến từ thị xã Giang. Cái này chị em luôn hả? Gái thiệt. Trai. Chị em hả? Chị em mình hả? Bên đây luôn hả? Mọi nhìn không biết gì bà nào. Ngồi xuống dữ vậy trời. Thấy ghét dữ vậy trời. Đã dữ vậy trời. Cái râu anh cạo vô một cái phê nữa trời. Hết mệt luôn. Thì bây giờ thì quảng cáo chè trái cây bữa nay là có món mới để vô chè. Đó chính là dừa nước. Đây nha, chè trái cây có dừa nước nè. Dừa nước với lại dưa gan. Với lại đu đủ với lại thanh long. Thì bữa nay về chè rất là ngon. Đây nha. Đây là nước cốt dừa Thái. Cho nó béo. Còn không vợ, còn không vợ bé? Còn không? Còn gà gỏi không? Đây là sữa. Thì bây giờ Thi sẽ ăn. Tất cả anh chị em nào mà ăn chè trái cây nha, rất là ngon. Mình có thể thưởng thức chè trái cây. Thì nói về chè trái cây thì ai cũng đã biết rồi. Thì trái cây tô này á, là bữa nay là Thi đi ra ngoài đường á, vừa Thi ra chợ thì gặp những ai bán mặt hàng gì mà nó liên quan tới chè ăn được. Thì đây là nước dừa. Dừa nước nha cả nhà. Thi mua sáng này 2kg. Thi pha vô. Đây là mít nha, mít sợi nha, đu đủ nha, sabache nha, lê nha, dưa gan nha, thanh long nha, quá trời loại trái cây. Đó, bây giờ là Thi sự thưởng thức. Mọi người nhớ ăn trái cây trộn đều lên giống như Thi vậy nè, cho nước này nó lạnh lên. Mình vừa ăn mà mình vừa hấp cái nước nè. Mình vừa ăn mà mình vừa hấp cái nước của nó ngon dữ lắm, nó ngon chấn động như đó. Béo. Béo dữ lắm luôn á. Người ăn miếng miếng ăn thử. Thấy ngon ăn tiếp nha, tô 30 ngàn thôi. Nhớ order nha, lúc đó thì khỏi thông báo. Cảm ơn chị. Và sau đây thì đủ chưa? Sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi Nhị Thi. Nhớ đến, không phải riêng có gỏi mà có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em. Cơm trái trà bông, bánh tráng phơi xương, bánh tráng sa thế. Chè trái cây, chả giò chiên giòn, cá lìm kìm chiên giòn, có bia cho nhậu. Phục vụ tất cả anh chị em tận tình chu đáo tất cả những thứ. Nhiều khi Thi không có thời gian để Thi ra phục vụ vui với mọi người thông cảm giùm Thi nha. Nếu có điều đó sai sức mọi người có thể góp ý, hoặc là mọi người có thể chia sẻ những cái gì đó mà mọi người góp ý, những cái điều tốt thì sẽ nhận hết. Còn những điều mà không hay thì sẽ bỏ qua. Cảm ơn tất cả anh chị em. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối.
tại Stubby Food tìm kiếm TT Go để đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào clip ngày mai.